xin chào tất cả mọi người đây là chương trình bạn hỏi vlog minh hải đáp và ngày hôm nay thì chắc chắn là câu chuyện của chúng ta sẽ quay quanh huấn luyện viên philip chu hôm nay thì mình sẽ cố gắng đọc càng nhiều cái câu hỏi của các bạn càng tốt nhưng mà mình tin là cũng sẽ có rất là nhiều những cái quan điểm của các bạn muốn chia sẻ trong chương trình này bây giờ thì chúng ta hãy đến với những cái chia sẻ đầu tiên thời gian vừa rồi mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn là liệu huấn luyện viên kite sắc có thể thay thế huấn luyện viên philip chu trong tương lai được hay không thì có lẽ là mình sẽ phải chia sẻ với các bạn ngay ở phần đầu của chương trình Là thôi chúng ta đừng nói đến chuyện ông Chu Xie bị thay thế nữa Bởi vì thực tế là sẽ không thể có sự thay thế này được đâu Ngay cả khi huấn luyện viên Philip Chu và đội tuyển Việt Nam Thua Indonesia trong trận đấu ngày 26 tháng 3 tới Thì tương lai của ông ấy sẽ vẫn được đảm bảo sau hai trận đấu ở tháng 6 Với trận đấu với Philippines và Iraq Đấy là những thông tin mới nhất mà mình có được với các bạn trên là thời gian này mình xin phép là tạm dừng nói về câu chuyện liên quan đến tương lai của ông Chu Xie. Còn đương nhiên là từ tháng 3 cho đến tháng 6, nếu như mà có biến, tức là nếu như Liên đoàn đá Việt Nam muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Chu Xie, lúc đấy có thông tin thời sự thì mình sẽ thông báo với các bạn sau. Còn tránh cái việc là chúng ta nói nhiều quá, mọi người thì hiểu nhầm về Vlog mình Hải. Đây, à, mình xin phép đọc nhá bạn à, Ánh Nguyễn Công có thể sẽ nhận được nhiều gạch đá của mọi người, nhưng tôi mong trận đấu tới Việt Nam mình thua mình nghĩ là đây là một điều tệ hại mà huấn luyện viên philip chuse đã mang đến cho bóng đá việt nam là người hâm mộ bóng đá việt nam thậm chí là chấp nhận cái việc là chúng ta sẽ thất bại chúng ta sẽ bị loại ra khỏi vòng loại world cup và chúng ta sẽ đối mặt với hai năm rưỡi tới đây mà không có giải đấu lớn nào chỉ để loại người huấn luyện viên mà họ không thích ra thực ra thì mình cũng cảm thấy đây là một cái comment khá là tiêu cực nhưng mà mình vẫn quyết định đọc là bởi vì là nó cũng có hàm chứa nhiều thông điệp cho chúng ta còn mình thì quan điểm mình khác cho dù ông Chu Xie như thế nào đi chăng nữa Thì mình vẫn mong đội tuyển Việt Nam chúng ta giành chiến thắng Việt Nam chúng ta giành chiến thắng Đấy mới quan trọng Còn ông Chu Xie như nào thì mình không quan tâm Bạn Nguyễn Hưng hỏi là trận đấu này Vì tính chất quan trọng nên yêu cầu Chu ngồi ngoài Đội trưởng tự họp với các cầu thủ Ra chỉ đạo riêng giống như thời thầy Park Cho từng trận đấu được áp dụng à, Đấy là một cái thông điệp nữa chúng ta chia sẻ Chúng ta không muốn ông Chu Xê nữa, kể cả là để những người Việt Nam chúng ta trong đó chỉ là các cầu thủ bảo ban nhau đá Nhiều người cũng nghĩ rằng đội tuyển của chúng ta sẽ mạnh hơn Ngay cả khi chúng ta không cần có huấn luyện viên Bạn Đỗ Nguyễn Tiến Công nó là câu hỏi nhức nhối nhất vào lúc này Là đội hình một của huấn luyện viên Chu C, hay là đội hình 2 của Thầy Park ra sân vậy à, Đây cũng là một cái thông điệp mà mình thấy khá là hay à, câu hỏi nhức nhối bây giờ là cái đội hình 2 của của thầy Park thì nó là đội hình 1 của ông Chu Xie. Họ muốn nói rằng là ông Chu Xie hiện nay thì thật sự luôn là chỉ xứng đáng là xếp sau huấn luyện viên Park Hang Seo. Bạn Dương Quá Việt Nam anh dự đoán kết quả trận lượt về sẽ ra sao? Mình nói thật là mình mong đội Việt Nam giành chiến thắng và mình nghĩ là chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 bằng sự lóe sáng của một cá nhân cựu binh. Đây là cái dự đoán của mình như vậy và mình mong là như thế. Kiếp Lăng Du nếu tiếp tục thua VFF có dung dưỡng ông Chu Xê nữa hay không? Họ sẽ làm gì khi nghiêm mộ quay lưng? đây là cái câu hỏi của các bạn mà mình muốn chia sẻ như cái đoạn đầu mình đã nói qua một tí rồi đó là liên đoàn bóng đá việt nam mình biết cái thông tin bởi vì trước đây thì chính anh uh, dương nghiệp khôi là tổng thư ký lưu lòng đoàn đoàn Việt nam thì cũng đã chia sẻ rồi là chúng ta sẽ đợi đến hết vòng loại world cup thứ hai thì lúc đấy mình tính toán đến tương lai của chu Xe thì mình cũng xin được nói với các bạn luôn là cái thông tin này thì uh, có lẽ là nó sẽ trở thành hiện thực bởi vì buổi sáng ngày hôm nay thôi thì mình cũng nói chuyện với một quan chức của Liên đoàn thì mình cũng có được thông tin tương tự. Và lúc đấy mình đã quyết định là không nói gì về tương lai của Chu Se nữa. Đợi đến khi nào có biến, tức là khi nào có thông tin mới thì mình sẽ báo với các bạn. Còn đến bây giờ đến thời điểm này, tức là vào ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì thông tin của Vlog Minh Hải có được là huấn luyện viên Philip Chu vẫn được đảm bảo tương lai cho đến hết tháng 6, tức là sau hai trận đấu với Philippines và Indonesia à với Philippines và Iraq tức là chỉ khi nào đội tuyển việt nam của chúng ta chắc chắn đã không vượt qua được vòng loại thứ hai thì lúc đấy chúng ta mới có quyền đơn phương chấn giữ hợp đồng với huấn luyện viên philip chuse mà không phải bồi thường còn khi mà chúng ta có tiền bồi thường chúng ta hoàn toàn có thể sa thải ông ấy mình nghĩ là câu hỏi của bạn rất là hay là liên đoàn việt nam sẽ làm gì nếu như người ấm mộ quay lưng mình nói thẳng luôn là liên đoàn việt nam không thể làm gì được khi mà người ấm mộ quay lưng đấy, và có lẽ là ông chuse hiện nay thì cũng đang hiểu nếu như ông ấy muốn bóng đá Việt Nam phát triển Ông ấy nên có một cái giải pháp tốt hơn Đó là thôi tạm dừng đi Đó là cái câu cuối cùng Mà mình nói về tương lai của ông ấy Trước khi cập nhật cho các bạn những thông tin mới hơn Về uh, cái uh, tương lai Ví dụ như là khi nó có những thông tin mới Thì mình sẽ có thể chia sẻ với các bạn Còn không thì nó sẽ tạm dừng ở đây các bạn nhé Đó Bạn Mạnh KK Nói là anh Hải cho hỏi Trước đây anh từng đưa ra rất nhiều nhận định Những lời khen sự tôn trọng dành cho chủ tịch trần quốc tuấn hợp đồng giữa vf và ông chu c có thể nói là một thảm họa anh có thể cho biết vai trò và trách nhiệm của ông tuấn trong việc này liệu anh có còn đánh giá cao ông tuấn như trước đây hay không chúng ta không phải vì một chiến thắng mà chúng ta đánh giá một ai đó và cũng không phải vì một thất bại mà chúng ta lại coi nhẹ một ai đó mình vẫn bảo lưu quan điểm anh trần quốc tuấn phải nói là của hiếm của bóng đá việt nam và chính anh Trần Quốc Tuấn là người đã đưa bóng đá Việt Nam của chúng ta thành công rất nhiều trong suốt hơn 20 năm vừa rồi. Kể từ khi anh ấy được uh, bầu làm tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến bây giờ, nếu các bạn cứ ra nước ngoài thì các bạn thấy, mình rất nhiều lần ra nước ngoài rồi thì mình đã được hưởng lợi từ những mối quan hệ của anh Trần Quốc Tuấn. Ví dụ như là khi bạn gặp một cái khó khăn gì đó uh, đến làm thẻ của liên đoàn của họ chúng ta thiếu giấy tờ hoặc là chúng ta không hiểu cái cách mà cái cái câu chuyện nó vận hành như thế nào chúng ta hoàn toàn có thể nhờ ở Asian Cup là tầm châu Á ở tầm châu Á thì có một người bạn đồng nghiệp của mình tác nghiệp sai vị trí đã bị thu thẻ và chỉ có anh Trần Quốc Tuấn lúc đấy mới có thể tác động và bảo lãnh để cho anh này có được lại cái thẻ ở đây là mình muốn chia sẻ với các bạn là cái vai trò về hợp tác quốc tế của anh Tuấn rất là cao còn chúng ta không thể nói được là việc ký hợp đồng với ông Chu Xie là 100% do anh Tuấn quyết định vì các bạn biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì còn có ban chấp hành. Ban chấp hành là cơ quan quyền lực cao nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, ban chấp hành mà không thông qua thì anh Tuấn chứ thêm nhiều anh Tuấn nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Đấy, cái thứ hai nữa là về Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng là nơi tư vấn để chúng ta lựa chọn. Và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã để huấn luyện viên Philip C ở vị trí số 1. Đó. Và thứ ba ở đây mình phải nói thêm là có vị trí là phó chủ tịch phụ trách về chuyên môn phó chủ tịch phụ trách chuyên môn là phụ trách về chuyên môn đúng không ạ và tư vấn cho chủ tịch tất nhiên là với tư cách là người đứng đầu liên đoàn bóng đá việt nam thì anh trần quốc tuấn sẽ phải chịu trách nhiệm lớn và chịu trách nhiệm chính trong câu chuyện này còn cái việc là anh trần quốc tuấn như thế nào thì mình nghĩ là trong suốt hơn 20 năm qua mình đã làm việc và mình nói luôn là bóng đá việt nam sẽ không thể có một cái vị thế như thế này nếu như chủ tịch nếu như phó chủ tịch hoặc tổng thư ký trước đây không phải là anh trần quốc tuấn cái này thì nó rất là khó nói nhưng mà tất cả những người làm về bóng đá Việt Nam Mình nghĩ là đều nhận định chung Có một cái nhận định chung với mình như vậy Bởi vì mình thì các bạn biết rồi Không phải vì bất cứ lý do gì Và mình cũng chả có bất cứ lý do gì Để mà tôn vinh một ai đó Hoặc hạ thấp một ai đó Tất cả ở đây mình gọi là dị công vi thượng Tức là việc công là việc quan trọng nhất Không một cá nhân nào được đặt cao hơn Cái việc công Đó là cái quan điểm cá nhân của mình Và đấy cũng là cách mà mình làm việc Bình thường ra thì những câu hỏi như này Nếu ai đó mà sợ người ta tránh né Người ta có thể xóa đi như mình thì không, cứ đối đầu trực diện. Đó là quan điểm của mình, đó là góc nhìn của mình. Còn lại thì các bạn cũng có quan điểm của các bạn. Ok. Tiếp tục, bạn Quỳnh Lê thật sự không hiểu tại sao ông ông huấn luyện viên này lại tin tưởng dùng những cầu thủ trẻ, mặc dù ở giải quốc nội họ thể hiện họ thể hiện được sự nổi bật nhưng ra đấu trường quốc tế thì họ không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm. Đội tuyển quốc gia không thể thử nghiệm như vậy được. Có thể ông ấy đã thành công ở môi trường bóng đá phát triển hơn nhưng ngay, ngay cả ở Đông Nam Á là không phù hợp chứ đừng nói đến Việt Nam. Cái này thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Bởi vì với những ai mà đã từng đi làm đội tuyển quốc gia nhiều thì hiểu là cái kinh nghiệm quốc tế nó nó đóng vai trò rất quan trọng. Một cầu thủ chơi tốt ở giải vô địch quốc gia điều đấy không có nghĩa là cầu thủ trẻ đó sẽ tỏa sáng được ở đội tuyển quốc gia. À, cầu thủ trẻ đó thi đấu tốt ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu trước nó cũng không có nghĩa là họ sẽ chơi tốt ở trận đấu sau cái này thì thực sự là nó rất là khó để chúng ta nói còn đương nhiên là huấn luyện viên philip chuse mình nghĩ là ông ấy vẫn là một người giỏi mình nói là ông ấy vẫn là một người giỏi nó chỉ là không phù hợp với bóng đá việt nam của chúng ta thôi bạn nguyễn thanh phong hỏi là tại sao không mời huấn luyện viên kirisak làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia à, chắc chắn là sẽ có được thành công Ở đây là quan điểm của bạn, à, mình cũng chia sẻ cái quan điểm của mình một chút. À, thông tin đầu tiên là mình đã từng hỏi liên đoàn bóng đá Việt Nam có cái ý kiến, tức là có cái dự định, có cái chiến lược là mời ông, vời mời huấn luyện viên kia đi sắc hay không? Câu trả lời là có các bạn nhé, câu trả lời là có. Chúng ta đã từng đưa anh Kiri Sắc vào điểm ngắm và mình biết là với mối quan hệ rất là tốt giữa chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là anh Trần Quốc Tuấn với Bầu Đức thì cái việc mà mời anh kiri sắc lên làm đội tuyển quốc gia nó không hề đơn giản à nó không hề khó khăn nếu như chỉ nói góc độ là liên đoàn bóng đá việt nam và và hoàng gia lai nhưng ở đây mình nói là cái yếu tố liên quan đến anh kiri Đế sắc cũng là một điều mà chúng ta phải nên cân nhắc tất nhiên thì trong bóng đá hiện đại bây giờ việc một huấn luyện viên người thái làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam nó không có gì là lạ lẫm cả nhưng mà chúng ta phải xem xem anh sắc anh có muốn hay không đừng đẩy anh vào thế khó liên đoàn bóng đá việt nam sẵn sàng có được một cái gật đầu của bầu đức nhưng như thế có nghĩa là chúng ta đang dồn anh sắc vào một cái rất là khó khăn vì anh còn tổ quốc của anh ấy đấy và anh cũng phải sống với cái môi trường sống của anh ấy rồi anh cũng phải về Thái cho nên là mình nghĩ là kể kể cả yếu tố về bảo mật của đội tuyển Việt Nam lẫn cái câu chuyện tế nhị về anh sắc thì mình nghĩ là không nên quan điểm cá nhân của mình là không nên mời anh Sắc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đó, đấy là cái quan điểm của mình còn đương nhiên là các bạn cũng sẽ có quan điểm của các bạn và mình riêng cái việc không mời anh Kiri Sắc Vào huấn viên trưởng đội trưởng quốc gia là mình cực kỳ ủng hộ liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bạn Chiêu Trần người đó là ước gì ông Park Hang Seo quay trở lại? À, điều ước của bạn nó có rất ít cơ hội để trở thành hiện thực. Bạn à, Thành Tích có nói là tại sao biểu cảm của huấn viên Chiêu C với ban luyện và cầu thủ Indo lại thân thiết đến như vậy và vẻ mặt vui vẻ khi Indonesia chiến thắng nhằm mục đích gì? sau này cho ông chu à, mình chính là người quay những hình ảnh đó và mình cũng là người đầu tiên bình luận những hình ảnh đó theo cái hướng như vậy là tại sao ông lại tươi cười với người indonesia nhưng ông lại rất là không vui khi mà nhìn các cầu thủ việt nam những người mà đang buồn và cần sự động viên à, rồi à, ông có thể là tỏ ra rất là thân thiện với những người indonesia cầu thủ indonesia và huấn luyện viên của indonesia nhưng lại không tiến về phía số ít các cổ động viên Việt Nam đã bỏ công bỏ việc đi từ Việt Nam sang để cổ vũ vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc lại đôi khi lại hơi có một chút nguy hiểm đấy thì theo như quan điểm cá nhân của mình thì mình cho rằng là đấy là một sự thiếu văn minh đấy là một người mình đánh giá là như vậy là không có trước có sau và không biết đâu mới là người bạn của mình Đấy nhưng mà với liên đoàn nói Việt Nam thì họ nói rằng là đấy chỉ là một cái nghi thức ngoại giao thôi chúng ta cười kiểu ngoại giao mà ok thì thôi kệ người ta nhưng mình cảm thấy không vui khi nhìn thấy những hình như thế Chúng ta bỏ tiền ra thuê một ông huấn luyện viên Để ông ấy chia sẻ với các cầu thủ lúc chúng ta thất bại Và luôn luôn biết ơn các cổ động viên Bây giờ không làm cho các cầu thủ cảm thấy ok Ít nhất là sau khi họ thua trận Và cũng không làm cho người hâm mộ cảm thấy vui Hôm vừa rồi thì mình có phỏng vấn một bạn là bạn Vũ ở Đồng Nai Nếu các bạn xem cái chương trình mình đưa các bạn đi một vòng Bung Các Nô thì bạn đấy có nói là lúc đầu em đến sân thì em cổ vũ cho cả huấn luyện viên Philip Chu C và đội tuyển Việt Nam nhưng sau trận đấu thì không em chỉ còn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mà thôi các bạn thấy đấy là những tiếng lòng của những người hâm mộ và với một liên đoàn đá Việt Nam nếu mà nhìn thấy một cái hình ảnh như thế phải chấn chỉnh ngay bởi vì là không giúp cho những cầu thủ đứng dậy sau một cái thất bại để cho họ cảm thấy có tinh thần chiến đấu mạnh hơn và không làm cho các cổ động viên cảm thấy là họ được vỗ về họ được an ủi Đấy, bởi sau một cái thất bại như thế các bạn tưởng tượng là cái con đường từ Indonesia về Việt Nam nó sẽ rất là dài với đội tuyển Việt Nam với các cổ động viên Việt Nam khi mà chúng ta thất bại nhưng mà thôi liên đoàn họ nghĩ như vậy thì kệ họ đúng không ạ nhưng mà chúng ta có quan điểm của chúng ta chúng ta sẽ không để ai dẫn dắt chúng ta cả vì chúng ta có quan điểm của mình chúng ta vẫn yêu đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn ủng hộ đội tuyển Việt Nam còn những người không làm được việc những người không phù hợp với chúng ta thì chúng ta không ủng hộ đấy là cái quan điểm rất rõ ràng của Vi Lông Minh Hải từ đầu đến giờ tiếp tục bạn hô cao có nói là vị trí yếu nhất của đội tuyển việt nam hiện giờ là huấn luyện viên muốn lên tinh thần muốn ra sân nhưng huấn luyện viên vất tin cầu thủ mình dẫn dắt để tạo ra dấu ấn riêng sợ nhất xem những con người đó vận chiến thuật đó như ở lượt đi đặt sai vị trí thay người theo cảm tính của huấn luyện viên cái này thì mình không lạm bàn đấy là quan điểm của các bạn nguyễn khắc thao giờ thay huấn luyện viên đảm bảo việt nam sẽ khác đá không tệ như huấn luyện viên chu siê đâu mình nghĩ là đội tuyển Việt Nam đang chạm đáy Chứ là bất cứ một điều gì đó thay đổi Nó cũng đều có cái ý tích cực Đây là quan điểm cá nhân của mình Phạm Đình Bính có nói là Tình thế này rồi tôi mong Việt Nam thua Và các cháu cầu thủ an toàn dự đoán Tôi mạnh dạn đoán là Việt Nam 3 Indonesia không Bạn dự đoán Việt Nam thua Mà bạn lại dự đoán là Việt Nam 3 Indonesia không là thế nào Mình không hiểu ý bạn bạn Dũng Trần là nhiệm vụ của ông Chuser là đưa Việt Nam lên top 180 FIFA nha. Dũng Vũ của nó là em thấy cách chơi của ông Chuser hay nhưng cách dùng người của ông ấy hơi sai. Sai nếu trận này ông ấy dùng những cựu binh mà thắng thì anh Hải có nghĩ cách chơi của ông Chuser hợp lý. Nhưng chọn sai người không anh Hải. Bạn Dũng Vũ có một cái quan điểm mình cũng rất là giống quan điểm của bạn. Mình đồng ý là cái hướng đi của ông Chuser là chuẩn. Cái cách mà bóng đá Việt Nam chúng ta đang phát triển là chuẩn Nhưng nó chỉ không chuẩn được một cái Là hiện nay nó đang không tận dụng được những cầu thủ tốt nhất của chúng ta bây giờ Một huấn luyện viên giỏi là một huấn luyện viên mà không chỉ biết phát triển những cầu thủ trẻ trở thành những cầu thủ hay Mà còn biết thay đổi những cựu binh Thay đổi ở đây là theo nhiều nghĩa Họ đã quen với sơ đồ kia rồi thì bây giờ làm cho họ quen với sơ đồ mới Họ đã no sôi chán chè rồi, họ đã rất là giàu có rồi, họ đã không còn mục tiêu phấn đấu rồi Chúng ta cho họ một cái mục tiêu lớn hơn để phấn đấu cho họ một cái sứ mệnh lớn hơn để theo đuổi đó chứ không thể nói là ờ họ đã đến ngưỡng rồi giờ họ không còn động lực nữa là coi như thôi mình xin lỗi các bạn chứ ronaldo các bạn thấy bây giờ ở cái tuổi cắn 40 rồi anh ấy vẫn tập luyện vẫn thi đấu như thế messi vẫn như vậy chả có lý do gì mấy ông cầu thủ việt nam lại cảm thấy là là thỏa mãn tự thỏa mãn với những gì mình có cả vì so với ronaldo với messi thì chỉ là những cái móng tay thôi mà tại sao những danh thủ đấy họ vẫn đang cố gắng tập luyện họ còn thiếu gì đâu Ronaldo giờ tổng tài sản chắc đến 1 tỷ đô rồi. Đúng không ạ? Còn nổi tiếng thì mình nghĩ là chắc là trên đời này Ronaldo và Messi thì khó cầu thủ nào mà có thể nổi tiếng bằng nữa. Nhưng mà tại sao họ vẫn có động lực? Đó, thì cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là chúng ta không thổi thêm cái động lực cho anh em cầu thủ được. Đấy là thất bại của chúng ta, chứ không phải là do đây đừng đổ lỗi cho hoàn toàn cho cầu thủ. Mình nghĩ là như vậy, đúng không ạ? Đó, còn lại thì mình đồng ý là ông xe ông lựa chọn đúng lối chơi bóng đá của tương lai là lối chơi kiểm soát lối chơi bóng đá của tương lai là lối chơi tấn công nhiều hơn để giành chiến thắng cái đấy là không có gì phải bàn rồi cái định hướng của ông chu xê là chuẩn nhưng ông lại phủ định sạch trơn cái thời kỳ trước đấy, không kế thừa để phát huy thì bóng đá nó là một cái dòng chảy liên tục nó không thể đứt quãng được không thể mỗi một lần chúng ta hay thay huấn luyện viên là chúng ta đập đi xây lại toàn bộ mình không nghĩ là như vậy và đấy chính là mình đấy là chính là cái mà mình cho là nó không phù hợp cái quan điểm nữa mà mình cho là không phù hợp nữa là ông gì ông đầu tư tuyệt đối cho tương lai là bởi vì sao ông nghĩ là ông có 3 năm rưỡi. Đấy là ông đầu tư hoàn toàn cho tương lai và mình xin lỗi luôn. Và cái sai lầm của ông nằm ở chỗ là ông không đánh giá được là Indonesia họ nhập tịch rất nhanh và Indonesia họ vươn mình đánh đứng dậy rất là nhanh như vậy. Nên là đang đứng ở cái nguy cơ là ông đã không đi được ở cái chặng đường đầu tiên. Vì là cái hợp đồng của ông là 3 năm rưỡi nó sẽ ba cái chặng đường. Chặng đường đầu tiên là chặng đường hết vòng loại thứ hai, chặng đường thứ hai là hết vòng loại thứ ba và sau đó là là cái giai đoạn 3 và nếu như lần này mà ông ấy không vượt qua được vòng loại thứ hai tức là trong cái giai đoạn 1 là ông đã thất bại toàn diện sea games là không bảo vệ thành công chức vô địch asian cup thì thua không vào được vòng knock và cuối cùng là ở vòng loại thứ hai cũng bị loại thì ông ấy xứng đáng bị sa thải và theo đúng điều đúng điều khoản của hợp đồng là sa thải như thế thì không không bị bồi thường ok tiếp tục uh, các bạn có hỏi là cho hỏi nếu thay huấn luyện viên trưởng thì ai ngồi vào ghế đó bây giờ thì chưa bạn nhé nhưng mà mình tin là liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã phải tính toán rồi bạn uh, Lê Vin Carver có hỏi là cho mình hỏi nếu sa thải ông Chu C thì ban lãnh đạo VFF có bị thay đổi không hay vẫn tại vị và rút kinh nghiệm cho những bản hồng tiếp theo nếu mà thực sự là người mà được quyền quyết định thì mình vẫn muốn giữ lại những cái vị trí chủ chốt của liên đoàn bóng đá Việt Nam tất nhiên là không phải là tất cả nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ cần phải có những cái sự thay đổi Cần có những người phải đứng ra chịu trách nhiệm Chu Xie có thực sự hiểu quân mình Vị trí của Minh Trọng và Tuấn Tài không nên đá gần nhau Và cũng và cùng nhau sẽ hợp lý hơn Cái này thì thôi quan điểm của bạn thì mình không có lạm bàn Phạm Lượng cho mình hỏi Sao thời thầy Park huấn luyện thấy đội ngũ trợ lý làm việc luôn tục Kể cả thầy Park nữa Làm việc với cực độ cao trong suốt cả trận đấu đến bây giờ thì khác hoàn toàn à, huấn luyện viên trưởng thì đa số là ngồi im đội ngũ trợ lý cũng không có hoạt động nhìn thì rất yếu ớt và không có động lực nào cho cầu thủ thi đấu trên sân đừng nói đừng bàn đến chuyện chuyên môn cái này thì các bạn có thể xem cái chương trình điều binh khiển tướng của mình mình làm rất nhiều cái chương trình điều binh khiển tướng của thầy park và sau đó thì các bạn có thể so sánh với cái điều binh khiển tướng của ông chu xie thì các bạn sẽ thấy ngay mình nghĩ là nó là một trời một vực Phạm Tuyển, nếu anh là người có tiếng nói với VFF, anh sẽ nói gì với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam? Với cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, anh sẽ nói gì với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sinh tử với Indonesia và anh sẽ chọn đội hình như nào để đấu với Indonesia? À, bạn toàn đưa ra những cái điều mà nó không có ở sự thật, tức là mình thì không thể nào mà có tiếng nói của VFF để mình nói với huấn luyện viên trưởng được. Nhưng nếu như thật sự mình và là chủ tịch liên đoàn, mình sẽ họp một cuộc họp với ông Chu Xie. Và mình sẽ yêu cầu luôn Tức là bây giờ cái cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Đội tuyển Việt Nam chúng ta đang chưa phát tiết được tất cả những gì mà cái nền bóng đá này tạo dựng nên. Chúng ta đã sản sinh ra một lứa cầu thủ giỏi, đã kinh qua rất nhiều những cái trận mặt cam go và cũng đã mang về không ít thành công cho bóng đá Việt Nam, thậm chí là những thành công lịch sử. Bây giờ chúng ta yêu cầu ông ấy phải sử dụng những cầu thủ này thật tốt cho dù chúng ta đồng ý là trao cho ông ấy toàn quyền nhưng chúng ta phải được quyền điều chỉnh thứ hai là cái yêu cầu về bóng đá Việt Nam là phải đáp ứng được cái nguyện vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó, và cái đáp ứng được nguyện vọng của người bóng đá của người hâm mộ bóng đá Việt Nam điều đấy có nghĩa là đảm bảo được cái quyền lợi của bóng đá Việt Nam hay nói chính xác hơn là tạo ra được nguồn tiền cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam tái đầu tư cho đội tuyển quốc gia cũng như là cho rất nhiều những đội tuyển khác. Và nếu như làm việc với ông ấy mà ông ấy không ok thì chúng ta sẽ phải có ý kiến. Nếu như trong trường hợp ông không mềm dẻo ông thay đổi theo định hướng của chúng tôi thì chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông đó mình nghĩ là phải nói với ông ấy và tiếng nói của liên đoàn đoàn việt nam nó phải thực sự mạnh mẽ chứ không phải là đứng cạnh và nói những cái câu mang tính vuốt ve mình thì không thích điều đó mình có một cái tấm ảnh mà chắc là đã từng gửi cho các bạn là anh trần quốc tuấn nhìn thẳng thẳm sâu luôn vào đôi mắt của ông chu xê trên sân thiên trường mình nói luôn là chúng ta không có không có sợ hãi không có sợ sệt gì đâu tôn trọng thì rất tôn trọng nhưng nếu không đáp ứng được sẵn sàng vì chúng ta có một cái quyền ông ấy có cái quyền đưa ra quyết định của ông ấy còn chúng ta có quyền sa thải ông ấy mình nghĩ là 40 tỷ để mà bồi thường cho ông ấy nó không phải là khoản tiền lớn đó và liên đoàn họ làm như thế thì mình đảm bảo là các cổ động viên sẽ luôn đứng bên cạnh liên đoàn sai thì chúng ta sửa chúng ta lựa chọn sai mà cái điều này là đấy hàn quốc cũng đã từng sai chả nói gì riêng đến chúng ta các bạn nhìn thấy thái lan không họ thay người các bạn thấy không họ chơi một loạt những trận đấu rất là hay Hàn Quốc là trận đấu gần nhất các bạn thấy là Thái Lan họ chơi quá là hay luôn Đấy, họ hòa Hàn Quốc trên đất Hàn Quốc thì các bạn biết khủng khiếp như thế nào Đấy, chúng ta phải thay đổi còn nếu không nói thẳng luôn Indonesia mà chúng ta đã cảm thấy lo lắng như này rồi gặp Thái Lan nó đá cho vuông mặt luôn không đỡ được đâu chứ là mình nghĩ là đây chính là cái yếu tố mà chúng ta sẽ phải chia sẻ với nhau còn nếu như mình là ông Chu mình sẽ nói gì về các cầu thủ lúc này nếu mà mình là ông chu Xê, mình sẽ đứng lên nói với tất cả cầu thủ thôi tất cả những gì đúng sai trước đây chúng ta không nói nữa bây giờ là cái khoảnh khắc cam go nhất khoảnh khắc, khoảnh khắc quyết định nhất tôi mong tất cả mọi người đều hướng về mục tiêu chung sau đó chúng ta sẽ tính toán bây giờ không phải là lúc để chúng ta nói về sự khác biệt nữa chúng ta bây giờ không phải là lúc để chúng ta nói về những cái chưa hài lòng nữa mà bây giờ chúng ta cần phải nói về những cái sự đoàn kết những cái sự gọi là hy sinh cái cá nhân của mình đi để kết thành một cái tập thể và tập thể đấy sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta mạnh hơn đánh bại Indonesia. Còn sau đó nếu mà tôi vẫn không ok với mọi người, anh em có ý kiến, tôi thay đổi được, tôi thay đổi, còn nếu không tôi sẽ nghỉ. Lúc này là ông huấn luyện viên phải nói như thế. Còn nếu không mình nói luôn sẽ rất khó luôn. Ông Chu Xie thì mình không tin là ông sẽ nói được những câu như vậy lúc này là lúc phải bỏ hết tất cả những cái gì của quá khứ để chúng ta có một lời hiệu triệu tất cả các anh em phải đứng dậy chiến đấu vì cái quyền lợi của bóng đá Việt Nam vì hình ảnh của bóng đá Việt Nam và vì cái sự tự tôn của nền bóng đá này đó là những cái quan điểm cá nhân của mình nó là như vậy đó còn câu hỏi của bạn nó là còn một cái gì nữa nhỉ à, anh sẽ chọn đội hình nào để đấu với Indonesia mình sẽ lựa chọn rất nhiều những cầu thủ cựu binh à, thủ môn là Nguyễn Philip trung à, vệ giữa bùi hoàng việt anh trung vệ lệch phải mình lựa chọn thanh bình trung vệ lệch trái mình lựa chọn nguyễn thành trung à, hậu vệ bên phải mình sử dụng văn thanh hậu vệ bên trái mình muốn có xuân mạnh cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta là hoàng đức và hùng dũng chúng ta cắm 3 người ở trên một là tiến linh hai là văn toàn ba là quang hải còn những cầu thủ như là khuất văn khang như là đình bắc đấy những cầu thủ đó thì chúng ta sẽ đưa hồ tấn tài chúng ta sẽ đưa vào vào sân sau đấy là quan điểm cá nhân của mình các bạn cũng có thể có những quan điểm của các bạn các bạn có thể đặt ở phần comment qua điểm của các bạn và nếu các bạn thấy chia sẻ qua điểm của mình là hay là ổn thì các bạn hãy để lại cho mình một like ai chưa like các bạn nhớ like cho mình ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình và khi các bạn đăng ký các bạn nhớ của mình nhá là sau khi đăng ký xong các bạn ấn vào chuông và chọn thông báo để khi nào chúng mình lên sóng thì youtube sẽ báo cho các bạn còn bây giờ là website đông á shop vn đã song hành cùng các bạn trong một thời gian rất là dài bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng các bạn đọc đây phát biết ngay là dành cho những anh chàng bị yếu sinh lý các bạn nhớ này bổ thận dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực cải thiện sinh lý nam giới các bạn nhớ ở đây cho mình nhá là có bạch tật lê nó tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây là một loại hormone hỗ trợ cái ham muốn của đàn ông nếu ham muốn của các bạn đang ổn thì nó sẽ giúp các bạn duy trì lâu dài còn nếu như cái uh, ham muốn của bạn đang thấp thì nó sẽ kéo các bạn lên cao còn nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo cao ba long kỳ tử và ba kích 6 dược liệu rất quý này sẽ phối hợp với nhau để giúp cái ham muốn của đàn ông của chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ ngày uống hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, uống liên tục trong vòng 3 tháng và nhớ duy trì nhé các bạn nhé. thì hậu hiệu quả nó sẽ rất là bền vững, sung mát tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là là trong, sinh là sinh ra, sinh ra từ bên trong chuyên rất bền vững, sinh ra từ bên trong chuyên rất an toàn bởi vì nó phù hợp với cơ địa, nó đáp ứng tốt yêu cầu của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Số điện thoại 024-7777-8877. Đấy, và các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. Ngoài ra thì còn có, đây, miệng nói trăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tác dụng của nó này, hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Trước khi mà anh tỏi này, anh thay màu và đổi vị, thì anh đã qua 2.000 giờ lên men bằng cái công nghệ lên men độc quyền đến từ Nhật Bản. Cái quy trình sản xuất là cũng độc quyền từ Nhật Bản. Các bạn đọc tác dụng của nó này, hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trẻ lâu, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. Các bạn thấy ổn không? Có hai loại nhá, một loại là bóc vỏ rồi một loại là chưa bóc vỏ các bạn tùy. Mình không khuyên các bạn nên uống bia uống rượu nhưng nếu mà phải đi tiếp khách thì thủ theo cái chai giải rượu cho này nhá. Chai này là của Hàn Quốc nó cùng một lúc giải quyết hai vấn đề một là thải độc sau quá trình uống bia uống rượu và hai là giảm mệt mỏi sau quá trình uống bia uống rượu còn phoi sen này là tăng cường chức năng gan nó là cái công thức bảo vệ gan đến từ pháp nha các bạn nhé ở việt nam thì có hai bệnh một là có hai chỉ số một là ung thư gan và tử vong do ung thư gan là cao nhất thế giới nên là các bạn nhớ là hãy cố gắng bảo vệ cho một cái lá gan nó thật là khỏe bằng phoi sen tăng cường chức năng gan giảm nguy cơ bị viêm gan sơ gan và ung thư gan. Đó. Số điện thoại mình để trên logo đấy các bạn, 02477778877. Và website là đông shop.vn các bạn có thể nhìn thấy đằng sau đây. Nếu mà các bạn không nhìn rõ thì các bạn nhìn đằng sau của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn alo đến số điện thoại này thì các bạn sẽ được tư vấn miễn phí 24 trên 7. Mình hỏi VFF có kế hoạch đơn phương thanh liên hợp đồng chưa? Mình trả lời các bạn rất tiếc là chưa và khả năng là không. Chúng ta sẽ phải đợi hết tháng 6, hết hai trận đấu ở tháng 6 này. Anh Hải thấy ekip ban huấn luyện thời này so với thầy ông Park khác nhau ở điểm nào? À, khác nhau thì không khác nhau nhiều về mặt số lượng nhân sự, nhưng mà khác nhau về cái cách vận hành. Mình thì mình thích cái uh, cách vận hành của thầy Park hơn. À, thông điệp luôn luôn được đưa vào cho các cầu thủ, cầu thủ luôn luôn nhận được những cái thông điệp chỉ đạo mới. Các cầu thủ luôn luôn cảm nhận được là ban huấn luyện đứng ngay bên cạnh mình. Và ngoài cái việc là những cái thông điệp được đưa vào sân một cách rất kịp thời, thì anh em cầu thủ cũng còn có thêm cái chỗ dựa tinh thần nữa. Bạn uh, salon fan Nguyễn có nói là Theo anh Hải, người hâm mộ bây giờ đã chán xem bóng đá. Trong đó có cả em. Có cách nào mà người hâm mộ lại có niềm tin với môn thể thao vua? Mình nghĩ là bây giờ... Bởi vì cái mấu chốt của vấn đề là Mọi người không thích đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông Chu Xê. Và nếu như ông Chu Xê mà muốn cho bóng đá Việt Nam phát triển Thì mình nghĩ là ông nên lùi lại. Ông nên... Uh, ông nên giúp liên đoàn bóng đá Việt Nam giải quyết cái thế khó. Bây giờ một huấn viên mới bóng đá Việt Nam chúng ta quay trở lại giành chiến thắng một vài trận là mọi thứ lại ok ngay. Người Việt Nam của chúng ta rất là đơn giản và mình nghĩ là đấy tạo ra một cái sự đáng yêu. Tức là chúng ta cũng rất là dễ có thể tha thứ. Bạn Nguyễn Hoàng Tuyến có nói là liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có tính sẽ tạm mời ông Chu C làm lên làm khán đài ngồi không có đâu bạn nhé. Cái này thì chắc chắn là không có rồi. Hải vừa chụp ảnh với Văn Thanh À Cao bằng Văn Thanh nhỉ Cái này là mình chụp từ trước Mình chụp từ uh, Trận đấu ở Philippines này. Trận đấu mình chụp ở Philippines các bạn ạ Chào anh và ekip cho em hỏi Bóng đá Việt Nam sẽ đi xa tới đâu Trong những năm tới nếu như trận tới Trong trường hợp xấu nhất là mình bị thua Indo Lứa U7, U18 của Việt Nam Hiện tại được đầu tư như nào Cảm ơn anh, chúc anh và ekip nhiều sức khỏe À, bạn hỏi một câu rất là hay à, mình xin phép là sẽ trả lời câu hỏi này của bạn nhé đầu tiên là bạn hỏi là nếu chúng ta thua Indo thì sẽ ra sao đúng nếu như chúng ta thua Indo cơ hội của chúng ta để lọt vào vòng loại thứ ba là rất thấp bởi vì lúc đấy chúng ta phải thắng cả Philippines và Iraq thắng Iraq vào thời điểm này là điều không thể mình nghĩ là như vậy à, chúng ta biết là trong bóng đá nó có bất ngờ không ai có thể nói trước được điều gì nhưng xét về mặt logic mà nói thì bóng đá Việt Nam để mà gặp in, gặp uh, Indonesia đã khó rồi chứ đừng nói là gặp Iraq. Mà chúng ta gặp Iraq ở trên sân của Iraq, nơi mà Indonesia đã thua với tỷ số 1 năm. Nếu chúng ta thua Indonesia, chúng ta không vào được vòng loại World Cup thứ ba thì có nghĩa là từ bây giờ cho đến hết World Cup 2026 là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ quay đi quẩn lại, cũng là quay đi là AFF Cup quẩn về là SEA Games thôi. Và các cựu binh của chúng ta như là Hùng Dũng, như là Quế Hải ấy, một số anh em cầu thủ sinh năm 95 nữa thì họ sẽ có thể trải qua những cái ngày tháng cuối cùng sự nghiệp quốc tế của mình một cách rất là buồn. Và mình nghĩ là khi mà chúng ta bị loại như thế này thì mình sợ rằng là sẽ có nhiều anh em từ giã đội tuyển quốc gia. Còn bạn nói là U7, U18 bây giờ chúng ta được đang được đầu tư như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào xem là Liên đoàn Đoàn Việt Nam kiếm tiền ra sao. Kế hoạch thì luôn luôn có nhưng mà mình sợ rằng là sẽ rất là khó cho chúng ta. Bởi vì các bạn biết là nó không hề đơn giản. Kế hoạch thì nó phải có tiền không có tiền thì rất rất là khó tầm nhìn của bóng đá việt nam của chúng ta là chuẩn mình nói là cái xác định về mặt đường hướng là hoàn toàn chính xác không có gì sai cả đội tuyển quốc gia của chúng ta phải lọt vào top 8 của châu á chúng ta phải chơi thứ bóng đá kiểm soát chúng ta phải xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài nhiều hơn phải nâng tầm giải vô địch quốc gia và tạo cơ hội càng nhiều càng tốt cho các lứa trẻ và các lứa trẻ của chúng ta cũng phải tham dự những giải đấu lớn ví dụ như là các bạn muốn là đội tuyển quốc gia lọt vào top tám thì các đội tuyển trẻ của chúng ta cũng phải liên tục có mặt ở tứ kết và bán kết. chứ ở bây giờ các bạn nhìn thấy là quá khoai luôn, đúng không? U.23 Việt Nam của chúng ta đợt này thì không biết như thế nào. đấy nhưng mà thực tế ra cá nhân mình đánh giá từ 2018 đến bây giờ là chúng ta bắt đầu thụt lùi ở trên tất cả các phương diện từ đội U.23 cho đến các cấp đội tuyển quốc gia. thì đấy là cái chia sẻ của mình. rất buồn phải nói với các bạn là bóng đá Việt Nam đang đi xuống và cái chất lượng cầu thủ của chúng ta cũng đang đi xuống. Cái lứa mới này mình không nhìn thấy các cầu thủ giỏi và cái nghiêm trọng nằm ở chỗ là những cầu thủ giỏi của chúng ta nó chỉ xuất hiện một cách lác đác chứ nó không theo từng một lứa một. Các bạn tưởng tượng là một đội tuyển mà chỉ có một vài cầu thủ tốt thôi thì không thể là một đội bóng mạnh được. Đây là cái mà mình cảm thấy rất là lo lắng, chả biết là các bạn cảm thấy như nào. Nhưng mà mình thì mình thấy lo lắng, nhìn về tương lai là thấy rất là lo lắng đấy mai bùi thu hỏi ông châu trận tới đá sân mỹ đình có thắng đội indonesia không mình nghĩ là thắng và mình mong là thắng hồ hải đăng nói là anh hải cho hỏi giờ thầy park về làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì VFF có kêu đồng nữa không mình nghĩ là không mời được thầy park chúng ta không mời được thầy park nữa vì thầy park đã từ chối rồi và thầy park cũng từng nói là ông sẽ không làm huấn luyện viên ở việt nam nữa à, vương trường giang nếu được lựa chọn vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia việt nam thì anh sẽ có chia sẻ như nào vậy anh sắc à đây là bạn hỏi về anh sắc thôi hôm nào mình gặp anh sắc mình hỏi nhá bạn hùng cường nó là sao không chúng ném biên bằng cách để một cầu thủ đứng sát đường biên hạn chế đà lao mạnh của đối thủ đối phương vậy không được bạn theo luật là chúng ta phải đứng xa chúng ta phải đứng cách cầu thủ ít nhất là một cái khoảng cách tối thiểu chúng ta không thể đứng được như thế đâu các bạn lê hoàng trong số các huấn luyện viên VFF trực tiếp đi tuyển chọn thì chỉ của ông calisto là tạm thành công còn thầy Park là công của Bộ Đức. Đây là dấu ấn của hội đồng huấn luyện viên và giáo đốc kỹ thuật rất mờ nhạt. À, thực ra là huấn luyện viên Calisto cũng không phải các bạn nhé Calisto là cũng là do Bầu thắng. Mình nhớ là đợt đó là Bầu thắng có gợi ý là nếu như mà cần thì sẽ đưa ông uh, Calisto lên. Đây là nó là một cái lời gợi ý ban đầu theo như mình biết là của một uh, thành viên của hội đồng huấn luyện viên quốc gia tức là có nói là bây giờ mà có ông Calisto thì hay quá thì câu nói câu này nó đến tai của Bầu Thắng thì Bầu Thắng đã đã xử lý à, trong một cái chương trình uh, góc khuất mình có phỏng vấn Bầu Thắng thì Bầu Thắng cũng kể về câu chuyện này khá là hay đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn các bạn có uh, quan điểm gì thì các bạn để lại ở phần comment nhá tiếp tục À, Nguyễn Hoàng Nam cảm giác vị huấn luyện viên này đang bài xích đội hình của ông Park. Ồ cái này là cái phán đoán của bạn thì mình chỉ đọc thôi nhá, mình không có comment. Cảm giác vị huấn luyện viên này đang bài xích đội hình của ông Park để chứng minh với mọi người ông ấy vẫn thành công được. Điều này mà xảy ra thật sự thì sẽ là một điểm yếu chí mạng của đội tuyển. Vậy câu hỏi được đặt ra là nếu trận sau ông ấy vẫn tiếp tục cho những danh thủ của đội tuyển Việt Nam ngồi dự bị thì sẽ phải có cơ chế hay chế tài gì cho ông ấy trong Ông ấy để điều đó không lặp lại Chúng ta không thể Bởi vì là chúng ta đã giao toàn quyền cho ông ấy rồi Cho nên là ông ấy sẽ được toàn quyền Trừ phi là chúng ta sa thải ông ấy thôi Chúng ta chỉ có một cái quyền duy nhất là sa thải ông đấy Còn ông ấy quyết định sao chúng ta phải chịu Nguyễn Cảnh Phương đặt câu hỏi ấy, Cho cách bố trí phòng ngự của đội tuyển Việt Nam Trong các pha chống ném biên của đội bạn Rõ ràng trong bàn thua Ở trận đấu lượt đi Chúng ta đã phòng ngự với quân số quá lỏng lẻo Ở trước cầu môn của Nguyễn Philip Phải chăng chúng ta chưa thực sự thấy được sự nguy hiểm từ những pha ném biên của đối phương hay sao vậy anh? Câu hỏi này của các bạn rất là hay, thì mình bắt buộc mình phải trả lời cái này thôi. À, xin được trả lời các bạn luôn là trong hai buổi tập của đội tuyển Việt Nam chúng ta trên đất Indonesia, huấn luyện viên Philip Chu cho anh em tập những tình huống cố định rất nhiều. Có hai cái tình huống nếu các bạn xem cái chương trình mình nói trước trận đấu thì huấn luyện viên Philip Chu có hai dặn dò, một là bóng bổng và hai là bóng chết những cái tình huống bóng bổng là chúng ta sẽ phối hợp như nào những cái tình huống bóng chết là chúng ta sẽ phối hợp ra sao cho là trong phòng họp báo ông mới nói là cái tình huống này là chúng ta đã tập luyện rồi nhưng mà anh em ta vẫn mắc sai lầm mình nói luôn là đây là cái lỗi của cầu thủ đây là lỗi của cá nhân mặc dù sau đó thì hoàng đức có nói là lỗi này là lỗi của toàn đội thì ai chả nói như vậy nhưng mà các bạn thấy không là bây giờ đội tuyển chúng ta rất nhiều vấn đề chả ai dám nhìn thẳng vào vấn đề để mà nói cả thì thua cái này thì nói thật luôn các bạn là nó quá khoai nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ phải ôm hận Ôm hận dài dài đấy Bạn DC Nguyễn Theo anh nếu Việt Nam thay huấn luyện viên Thì huấn luyện viên nào phù hợp với đội tuyển bây giờ Nó còn tùy chúng ta hướng đến một huấn luyện viên dài hạn Hay là chúng ta hướng đến một huấn luyện viên tạm quyền Nhưng mà mình thì mình vẫn ủng hộ cho huấn luyện viên nước ngoài Đó Mình vẫn ủng hộ huấn luyện viên nước ngoài Biết đâu đấy anh Bắc Winmos có thể trở lại thì sao Nói thật là để làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nó khó và càng ngày thì cái việc đảm bảo thành công cho huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia nó lại là một cái vấn đề quá khó. Cho nên là các liên đoàn bây giờ các bạn nhìn thấy họ cũng đang dính đòn nhiều mà. Đấy huấn luyện viên Manu Polking thì cũng đã từng dính đòn quả 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 Thái Lan rồi. Tiếp tục bây giờ mình sẽ đến với phần câu hỏi tiếp theo của các bạn đấy Nếu được thay huấn luyện viên thì huấn luyện viên nào gánh được đội tuyển bây giờ chứ đề cử huấn luyện viên Thanh Hóa Huấn luyện viên Popop là huấn luyện viên hay Nếu mà chúng ta lấy huấn luyện viên nội thì mình đề xuất vài người Một là huấn luyện viên Popop, hai là anh Chu Đình Nghiêm và ba là anh Hoàng Anh Tuấn Đấy là quan điểm cá nhân của mình Phạm Thuận, theo theo anh huấn luyện viên kia xác có thể trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam không Nếu VFF xa thải huấn luyện viên Chu C mình biết ngay là các bạn sẽ hỏi câu hỏi này và mình cũng đã nói với các bạn rồi. Về mặt lý thuyết thì có, nhưng mà về mặt thực tế thì mình nghĩ là cái cơ hội này là thấp. Cơ hội này là rất thấp. Ở phần sau mình sẽ tiếp tục đọc comment của mọi người, đọc câu hỏi của mọi người. Còn bây giờ thì mình xin phép được chia sẻ với các bạn về chiếc áo President của nhà Vicento. Đây là chiếc áo, một chiếc áo tuyệt phẩm bình thường ra giá của nó là khoảng tầm hơn 1 triệu. Vì nó làm bằng vải lụa của Nhật Bản, các bạn thấy nó không nhăn. Mềm, mịn, mượt, mát, mặc thì phải nói là rất là khô thoáng nó sẽ mang lại cho ta cảm giác rất là mát mẻ và nó lại có phong cách đó đây nó nó mang chúng ta một cái phong cách của những người lịch thiệp của những người thành công các bạn mua một chiếc thì bây giờ Vicento giảm xuống cho các bạn còn 639 nghìn Nhưng các bạn mua 3 chiếc thì combo chỉ còn 1 triệu 398 nghìn Và các bạn sẽ được tặng một visa cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Cho dù nó là quà tặng đi chăng nữa Nhưng nếu các bạn chứng minh nó không phải là visa cá sấu xịn Thì chúng mình sẽ đề các bạn 1 tỷ luôn bởi vì ở Vicento đơn giản là không có hàng nhái, không có hàng kém chất lượng. À, chiếc áo này thì các bạn nhớ mua 3 chiếc thì giá 1 triệu 398 nghìn. Nhưng các bạn được tặng là quà là 1 triệu 598 nghìn. Nếu các bạn đến Vicento.vn thì các bạn nhớ là các bạn có một cái quyền rất lớn. Đó là các bạn được tự thành lập combo vì tất cả các sản phẩm của Vicento đều được giảm giá. Các bạn mua combo càng lớn, các bạn càng được tặng quà nhiều, các bạn càng được giảm giá sâu. Đó, và nếu các bạn đến Vicento là ở 240 kim mã, các bạn sẽ được giảm giá thêm một lần nữa. Nếu có đọc pass là Vlog Minh Hải Số điện thoại 0889333300 các bạn nhớ hộ mình nhá. Còn đây là chiếc tuyệt phẩm C4 của nhà Menhouse Đấy, giá của nó là 339.000, nếu các bạn mua hai chiếc thì giá chỉ còn là 639.000. Đây là mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Ok. Đó. Các bạn nhớ nhá là nó vẫn kế thừa được những cái ưu việt của anh chàng Menhau V8. Đấy, nó là lõi đồng 3 ly chịu được tải lên đến 4000W các bạn cắm ba lùi lẩu ăn tẹt luôn. Các bạn nhìn thấy không? Trên bàn lẩu các bạn có một cái ổ cắm trang nhã này các bạn thấy nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Nó còn chịu được nhiệt lên đến 750 độ, một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn được bảo hành 1 năm. Có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc, 2 cổng USB, 1 cổng Type C. Nhưng điều làm nên sự tự hào của Vicento chính là anh trung vệ áo đỏ này các bạn nhìn thấy không? Trung vệ áo đỏ này có tên là anh Automat. Các bạn dù đi làm, đi chơi hoặc đi công tác, kể cả là đi ngủ, các bạn đi đâu trong nước thì các bạn đừng lo bởi vì cái cái Automat này nó vẫn nằm ở đây để nó bảo vệ cho cái cho cái ổ cắm này các bạn không bị cháy nổ. Cứ cứ hơi có tí điểm nóng là nó cắt điện luôn. Ở đâu có nguy hiểm phát cắt điện luôn. Cho nên là nó sẽ bảo vệ được gia đình cho các bạn an toàn, gia đình an toàn tức là bố mẹ chúng ta an toàn, là vợ con của chúng ta an toàn các bạn đừng tiết kiệm những cái này đó và gần đây có rất nhiều những vấn đề liên quan đến cháy nổ nên mình rất là lo vấn đề này số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn các bạn mua hai chiếc menhouse c4 thì giá là 639 000 các bạn mua hai chiếc menhouse v8 thì nó là 698 000 đây đều là những cái giá thấp độc quyền chỉ dành cho vlog minh hải mà thôi cảm ơn các bạn rất rất nhiều Tiếp tục, tôi muốn hỏi ở trận đấu này thì ông ấy có từ chức không? Nếu thua trận đấu này ông ấy có từ chức và chủ tịch VFF có từ chức không? Mình thì mình khuyên các bạn rất thật là các bạn đừng nói về chủ tịch Liên đoàn Việt Nam từ chức. Bởi vì anh mà từ chức là không có ai mà có thể thay thế được đâu. Rồi bóng đá Việt Nam của chúng ta lại mất đi vị thế trên trường quốc tế. Mình nói là anh Trần Quốc Tuấn là một người rất là có uy tín ở trên trường quốc tế cũng như là ở nội địa. Bây giờ mà chúng ta mà mất cái vị trí này thì mình nói luôn với các bạn là bóng đá Việt Nam mình khẳng định với các bạn là chắc chắn sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng. Bạn Trần Ngọc Doanh khi nào ông Chu Chi từ chức và ai sẽ là người thích hợp để thay thế ông? Cái này thì mình không biết các bạn nhé. Có thể là không bao giờ. Không bao giờ ông từ chức. Trai xấu có nó là mặc dù không thích huấn luyện viên Chu Chi nhưng vẫn mong đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận đấu này để có lại niềm tin của người hâm mộ. Cái này là cái suy nghĩ chuẩn xác. Mình đồng cảm với bạn. Bạn Quang Nguyễn hợp của nói là ước gì đội tuyển Việt Nam thời thầy Park Hang Seo vụ bình gà trọi thất bại của đội tuyển Việt Nam ai sẽ là người chịu trách nhiệm là ông Chu Xe chịu trách nhiệm và cao hơn đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhà mộc nên bóng đá Việt Nam rất có duyên với huấn luyện viên Hàn Quốc nên mời thầy Công là hợp lý nhất xin mọi người một tim mình thì nghĩ là không Phạm Thành trong suốt thời gian một năm ông ấy làm cái quái gì ở Việt Nam vậy à có lẽ là ông làm được nhiều thứ đấy nhưng mà những cái việc ông làm chỉ làm cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta uh, trở nên uh, yếu ớt hơn thôi Chú Hải ơi nếu bây giờ đen lắm trận tới mình thua Việt Nam mình còn cơ hội đi tiếp không ạ à? Nếu hai thứ hai nếu loại thì làm gì còn cơ hội để World Cup 2026 Mà phải đến tận 2030 mới có World Cup Vậy quyền sa thải của luyện viên không Hay là phải đợi ông ấy hết hợp đồng, đồng? À, mình lựa chọn câu hỏi này để kết thúc chương trình Mình thấy câu hỏi này là câu hỏi khá là hay Đúng là nếu mà chúng ta thua Indonesia Thì cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 là thấp như vậy là có thể nói là cái câu chuyện về World Cup 2026 nó đã kết thúc với chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có giấc mơ về World Cup thì chúng ta sẽ phải chờ đến World Cup ba 2030. Đó và bạn còn hỏi thêm là à, mình phải à, vậy thì mình có quyền sa thải ông huấn luyện viên hay không? Nếu như ông ấy mà không đưa đội tuyển Việt Nam lọt qua vòng loại thứ hai đến với vòng loại thứ ba thì có thể nhấn mạnh với mọi người đó là huấn luyện viên này sẽ bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải mà VFF không phải bồi thường đó là những thông tin mà mình có thôi chúng ta hãy chờ mình thì thật sự mong đội tuyển Việt Nam chúng ta thành công Đấy, và sau đó điều tuyệt vời nhất là đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng trước Indonesia lọt vào vòng loại thứ ba và chúng ta vẫn chia tay ông ấy cảm ơn các bạn rất là nhiều chương trình bạn hỏi với Minh Hải đáp đến đây xin được phép tạm dừng các bạn à, nhớ hãy để lại cho Minh Hải một tim à, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình và Minh Hải sẽ còn trở lại với những chương trình tiếp theo bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt.